Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 600 chiếc bánh trung thu đều mang nhãn mác Trung Quốc. Số hàng trên được mua từ các tỉnh phía Bắc mang về khu vực phía Nam bán để kiếm lời. Toàn bộ đều không có giấy tờ mua bán hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng và tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Những ngày qua, khi nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu của người tiêu dùng tăng cao, lợi dụng tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, nhiều cá nhân, tổ chức đã tung ra hàng loạt bánh kém chất lượng ra thị trường để tiêu thụ. Qua vụ việc này, người dân cần nâng cao tính cảnh giác đối với các loại bánh trung thu hiện có, nên chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.